cho các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách thụ thai nhanh nhất. Cái quãng thời gian cố gắng để mang thai có thể đem đến rất nhiều niềm vui cho các cặp vợ chồng. Hai người thì luôn có cớ để xích lại gần nhau hơn và cùng nhau được thỏa mãn với cái chuyện chăn gối. Nhưng mà trong nhiều trường hợp cho rằng thì cái việc mang thai chỉ mất là một vài ngày này, nhưng mà trên thực tế thì nó mất rất nhiều thời gian. Đặc biệt là các bạn dùng cái loại thuốc tránh thai hoặc là trải qua việc phẫu thuật hay là cấy que, cơ thể sẽ mất đi một khoảng thời gian để quay lại với nhịp điệu vốn có của cơ thể. Thì đã có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về việc làm thế nào để nhanh có thai, từ những việc là thay đổi chế độ ăn uống này cho đến sự thay đổi những tư thế quan hệ tình dục. Nếu như là các bạn muốn biết làm thế nào để nhanh có thai thì hãy cùng mình đến với những chia sẻ sau đây. Thứ nhất đó là các bạn phải có một chế độ ăn uống lành mạnh. Thì các bạn cần phải chắc chắn rằng là mình đang ăn trái cây tươi hay là rau quả từ nhiều nhóm màu khác nhau. Đây là một cách dễ đảm bảo được là các bạn đang nhận đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất từ một chế độ ăn uống của mình. Vì vậy cho nên là các loại rau quả như là quất này, hay là mâm xôi này, hay là ớt đỏ, cà chua, các loại rau lá xanh như là cải xoăn và các loại thực phẩm giàu kẽm khác được cho là tốt, thì những cái loại đấy là sẽ tăng khả năng thụ thai, cũng như là các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như là hàu. Và acid folic cũng là một loại vitamin không thể thiếu khi mang thai, mà nó còn rất quan trọng đối với những người phụ nữ đang cố gắng có thai. Những cái thực phẩm acid folic thường có như là trong màu xanh. Vì vậy thì các bạn ăn nhiều những loại bông cải xanh này và rau xà lách, uống sữa, ăn trái cây, thịt và protein với một số lượng hợp lý cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn và gia tăng một cơ hội làm mẹ. Các bạn cũng có thể thử thêm 2 hoặc là 3 phần sữa vào chế độ ăn uống mỗi ngày của mình ý. Các bạn phải có một chế độ ăn cân bằng với nhiều loại trái cây này, như là thịt nạc này, cá này, và mục đích là để được có những lợi ích từ tất cả các nhóm thực phẩm khác nhau. Hai là các bạn phải bổ sung vitamin. Có một số dưỡng chất dinh dưỡng rất là quan trọng mà cơ thể bạn sẽ cần để thụ thai, bao gồm các loại vitamin như là vitamin A, D, C và E, kẽm này, đồng này, kali này, thiamin B6 này, vitamin B2 này, và niacin. Thứ ba là các bạn phải cân nặng đạt tiêu chuẩn. Thừa cân hoặc là thiếu cân có thể làm giảm đáng kể cái sự thụ thai của bạn. Vì vậy nên là khi bạn đang cố gắng có một em bé thì bạn phải cần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề cân nặng của mình. Nếu mà thừa cân thì cũng làm tăng nguy cơ này, cao huyết áp này, cùng với bệnh tiểu đường trong một thai kỳ, và có thể gây ra các biến chứng như là trong các thời kỳ mang thai. Nên là khi bị các bạn nên gặp các bác sĩ này, hoặc là đến các bệnh viện dinh dưỡng hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng để kiểm tra cân nặng của bạn liệu có phải là một rào cản với việc mang thai hay không. Đồng thời thì các bạn phải xác định xem là mình có phải tăng hay là giảm cân để tối đa hóa cái cơ hội thụ thai của mình. Nhưng mà các bạn là nên nhớ là đừng bao giờ giảm cân bằng việc bỏ đói bản thân nhé. Nếu giảm cân mà cần có thời gian ấy, thì cần phải được thực hiện một cách rất là hợp lý, và các bạn cần phải có sự tư vấn của các bác sĩ. Thứ tư đó là thuốc lá và rượu. Hút thuốc lá và uống rượu là hai thói quen xấu chắc chắn sẽ làm giảm
giảm là cái cơ hội thụ thai của bạn. Nên khi các bạn sử dụng thuốc lá và rượu ấy, thì hãy nên cố gắng từ bỏ hoặc là cắt giảm chúng. Và cái đối tác của bạn là rượu thì có thể làm ảnh hưởng đến cái chất lượng tinh trùng này, vì vậy nên uống ít nhất có thể. Còn về việc hút thuốc lá thì nó làm giảm khả năng có thai ở cả nam và nữ. Thứ năm đó là cà phê. Cái loại cà phê ấy là một phần nguyên nhân khiến các phụ nữ gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Những người mà uống ngày nhiều hơn 4 ly nước màu đen này có thể bị giảm khoảng 26% cơ hội mang thai của họ. Tuy nhiên thì những cái sự nghiên cứu về cà phê này nó chỉ nhằm vào những người phụ nữ có vấn đề về khả năng sinh sản. Vì vậy thì hầu hết các phụ nữ khác không nên cảm thấy là quá tội lỗi về việc mình uống một ly cà phê mỗi buổi sáng, hay là các bạn là tránh hẳn cà phê. Bạn khi đang muốn có em bé hay là có thai thì các bạn nên tuyệt đối hoặc là tránh hẳn cà phê thì càng nhiều càng tốt, để tăng khả năng thụ thai được hiệu quả nhất. 6 là thường xuyên yêu. Theo những cuộc khảo sát, các cặp vợ chồng trung bình nên phải thực hiện cái chuyện ấy là tổng cộng là 104 lần trước khi thụ thai. Nhưng mà quan hệ tình dục 104 lần trước khi thụ thai nghe không có vẻ quá là nhiều. Nhưng mà việc cố gắng để có em bé đến một khoảng thời gian rất là thú vị để đến cho các cặp vợ chồng. Và cũng có rất nhiều loại dụng chứng, biểu đồ hay là các bản kế hoạch này để bạn có thể theo dõi. Nhưng mà chúng cũng có thể là gây áp lực với các cặp đôi về vấn đề quan hệ vào thời điểm nào cho là chính xác. Thứ bảy là các bạn phải nắm được một chu kỳ của mình. Bạn thường rụng trứng vào 2 tuần sau ngày đầu tiên của một chu kỳ này. Trong khi đó tinh trùng thì chỉ có thể sống trong vòng 7 ngày. Trứng lại có một tuổi thọ ngắn hơn nhiều. Chúng chỉ sống được trong vòng 12 cho đến 24 giờ sau khi rụng trứng. Do đó thì bạn phải có và muốn lên lịch một cuộc yêu với đối tác của mình thì các bạn phải biết là mình đang trong thời điểm thích hợp nào để phù hợp nhất, để dễ thụ thai nhất. Thứ 8 đó là khám định kỳ. Nếu như mà bạn đã cố gắng để có thai trong một thời gian dài mà vẫn chưa được thì đã đến lúc ấy, các bạn phải đến gặp bác sĩ để họ được tư vấn. Các bác sĩ có thể cho bạn một bảng khám sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm này để kiểm tra có thể có bất kỳ vấn đề gì với khả năng sinh sản của bạn hoặc là người bạn đời của bạn. Khi các bạn khám định kỳ và gặp được các sự tư vấn ấy, thì các bạn cũng đừng e ngại những lời khuyên của bác sĩ, vì tất cả những gì mà các bác sĩ nói thì họ đều có một mục đích là giúp bạn có thể tăng khả năng thụ thai của bạn được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thứ 9 đó là tăng sức khỏe của các đối tác. Khi nói đến vấn đề này thì nó rất là nhanh chóng cho việc thụ thai. Sức khỏe của các đối tác cũng quan trọng không kém của bạn. Nếu như đối tác của bạn có sự chuẩn bị để có những chú tinh trùng khỏe mạnh nhất thì bạn sẽ phải gia tăng khả năng thụ thai. Cái người đàn ông của bạn nên cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh này và đạt được một lượng cơ thể hợp lý. Đồng thời thì cũng phải nên có suy nghĩ về việc tập thể dục, và anh ấy cũng phải có thể làm cho tinh trùng mạnh mẽ hơn bằng các cách là tăng lượng vitamin C hấp thụ hàng ngày. Nếu như mà bị stress ấy, thì cũng có thể gây tổn hại cho việc sản xuất tinh trùng. Vì vậy đối tác của bạn lo lắng hay là căng thẳng thì các bạn nên tìm cách giúp anh ấy loại bỏ chúng và ít nhất
phải giảm thiểu sự căng thẳng ra từ các yếu tố trong cuộc sống. Thứ 10, đó là tư thế quan hệ tình dục. Có một số tư thế yêu được cho là tốt hơn so với những tư thế khác trong thời gian thụ thai. Khi tinh trùng đang cố gắng để bơi đến ống dẫn trứng, bạn có thể giúp đỡ chúng bằng cách chọn một vị trí quan hệ tình dục phù hợp nhất. 11, đó là nói không với stress. Cái việc mà cố gắng có em bé để mang lại một khoảng thời gian căng thẳng cho hai người, và cũng như mình đã nói, nếu như các bạn hoặc là bạn tình của mình đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, mọi thứ nó dễ trở nên khó khăn hơn. Và hãy chắc chắn rằng là bạn không bị căng thẳng, không bị stress, không bị lo lắng hay là hoặc hoảng sợ. Và khi mà người phụ nữ mà bị căng thẳng ấy, thì nó sẽ làm giảm mất 12% khả năng có thai trong thời kỳ thụ thai nhất, trong mà chu kỳ hàng tháng của họ. Các bạn có thể này, thư giãn này, hoặc là tập yoga, và có thể thiền để có thể có một tâm trạng thoải mái để giúp giảm stress. 12, thì vậy mất bao nhiêu lâu để có thai? Nhìn chung là hầu hết các cặp vợ chồng đều có 84% phải mất khoảng 1 năm để mang thai. Đối với một số người khác thì có thể mất nhiều thời gian hơn như thế. Như một số thống kê cho thấy thì là có đến 92% ấy, các cặp vợ chồng có thể có thai sau khi 2 năm cố gắng. Nhưng mà hầu hết là họ không đến thăm bác sĩ nếu cố gắng trong hơn 1 năm mà không thành công. Trên đây là những chia sẻ của mình về cách thụ thai nhanh nhất. Chúc các ông bố bà mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.